theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Bây giờ thì Matcha cũng như là Si sẽ đang tiến đến khu vực nhà này. Jun liệu đã lộ vị trí chưa trong tình huống này? Đây, mới chỉ có hai người, cần lắm JN và Total cover lại. Ôi sao cái mình. Nhà tổ chim này mà bị bốn người quay thì LGD Vi thoát kiểu gì, đang chạy về khu vực nhà đỏ đến từ Jun. Và may là còn thoát về được khu vực nhà hai tầng đỏ, nhưng mà Jun đang bị bắn vào. Jun bị knock out, tình huống nhìn ở cửa sổ là tốt. Kukuri knock out được một player với team LGD Vi. JN và vị trí của Tutle đang tới, chắc chắn là Jun sẽ bị confirm trong pha này. Một mạng đầu tiên dành cho Detonation Gaming White. Levit không làm gì được và Kukuri bắn tốt với khẩu Beryl. Nó có ra sao đi chăng nữa thì Zenith họ cũng sẽ là người có lợi nếu như họ muốn bắt chết LGD Vi đấy. Đó là Detonation Gaming White. JN knock out được vị trí của Gokuri. Tôi đang nghĩ đến cái buổi chiều ngày thi đấu hôm nay và tôi đang cảm thấy khá hưng phấn. Ở đây vị trí của Nara bắt về cho mình đôi người với team FaZe Clan. Vị trí của Uba đã phải nằm xuống cùng với một player nữa rồi. Và bây giờ LGD Vi đang trả đám ngược lại, knock out được một player với team đối phương. Nhưng mà Ma Chao bất ngờ bị bắt bởi các thành viên của Zenith. Sinboy bắt cho mình rồi. Gokuri cái tên tiếp theo nằm xuống xuống Bunet và tiếp tục là Seize. Bây giờ thì Rod đang cứu các thành viên của LGD Vi. Táp yếu được rồi. Detonation Gaming White bị clear hoàn toàn ở vị trí thứ 16 bởi vị trí của Turtle. Vậy là LGD Vi với những cái nỗ lực của mình, bây giờ thì chắc chắn rồi, Zenith họ sẽ công vào khi biết được cái vị trí của Tutle trong khu vực nhà này là như thế nào. Rod ui, quá là dũng mãnh người từ vị trí của Rod luôn, gần như có thể đoán được vị trí của Toto đứng ở đâu trong khu vực nhà này. Vat đã có cho mình những cái quả tham minh nết vào khu vực giữa nhà và chắc chắn là quả nết sẽ có tác dụng. Knock cao cho mình vị trí của Rod và cấu cho một nửa lượng máu tới từ vị trí góc đứng thẳng mặt như của là Finn Boy. Và đó thì... là nằm xuống luôn. Kickstart lập player lại cuối cùng. Kickstart đang cố gắng dãy và Kickstart dãy được. Kickstart knock out thêm cho mình cái mạng Wookie Bookie nữa. Confirm kill hay không đây? Có confirm kill đến từ vị trí của Kickstart. Và bây giờ TSM đang cố gắng đẩy thêm người vào đóng cửa và cứu người đến từ vị trí của Kickstart. Còn 4 quả smoke anh ơi, 4 quả smoke có dùng hay không đây? Một pha cứ tưởng như dễ ăn thì TSM nhưng không phải là như vậy. Iroh bây giờ mới kéo xe vào và trên tay Iroh đang là quả nết đang bị bắn kia. Và đó là Maxey Miracle trong pha này mới tới, lại là một tình huống rời rạc nữa đến từ TSM. Knock out thêm ai nữa đâu? Sinboy vẫn đang ở đây, có quả smoke ra để cứu. Liquid ập tới rồi và TSM bị bế đi luôn. Một nốt nhạc top thứ 3 cho TSM. Và như vậy thì họ không thể kiếm thêm điểm nữa rồi. Chỉ một điểm nữa thôi là họ sẽ có thể cải thiện cho mình khá nhiều những cái vị trí trên bàn tổng sắp. Liquid đẩy vào đây. Liquid đang muốn gây sức ép vào cái team Zenith. Bây giờ thì Zenith đang biến căn nhà này thành khu vực phòng sông hơi dành cho riêng mình. Và ở diễn biến khác của bản đồ thì Under làm hai, Under knock cao được hai thành viên của Furia. Nhưng đó là chưa đủ cho các thành viên của Damwon Kia để cố gắng tiếp trong game thi đấu này. Họ dừng lại vị trí thứ 12. Ở đây thì các thành viên của Zenith họ kinh qua rất là nhiều cuộc combat rồi. Bây giờ họ đã có cho được 10 kill rồi. 4 kill tới từ vị trí của Rod và 2 kill tới từ vị trí của Shinboy. Nhưng bây giờ thì quá là bất cẩn tới từ Shinboy. Trả giá ngay lập tức đó là Konashi có cho mình được một kill. Đường ai nấy đi, chia tay nhau cho đỡ đau khổ. Và bây giờ Peng EGM knock out vị trí của SD. Konashi đang mò vào có cho mình được trong cái mạng của Rod. Buildram có thêm một điểm 7 kill trận chiến đấu này, vẫn là khá cháy từ Buildram. Vòng bo sử dụng là khá nhiều, nó chạy ra ngoài bo try by luôn. Và đó là bảo mấy tầng này hâm thì nó lại tự ái. Và đó vị trí của Godfrey lao hẳn ra ngoài bo try by, không có mạng Xiaolu, có cho mình cái mạng Konashi. Chiếc xe lại đi tiếp. Ở đây thì K7 Lộc Lộc cũng chỉ có cho mình một chấm máu mà thôi. K7 đang gặp khó khăn. Peng AGM là người knock cao cho mình cái vị trí của Lộc Lộc. Nào, hai điểm nữa thôi các anh ơi, hai điểm nữa thôi, hai điểm nữa là không phải về nước sớm rồi. Ít ra còn vớt vát được vài trận. Đừng như thế. K7 vẫn còn lại cho mình hai player nha. Đây vẫn là vị trí đẹp dành cho các thành viên của K7. Họ hoàn toàn có thể mong chờ những cái điểm hạng. Bây giờ chỉ còn lại 7 team mà thôi. K7 họ đã chính thức vượt lên vị trí thứ 15. Bây giờ thì không phải về nước sớm rồi Việt không Anh ơi. Về nước sớm. Quẩy luôn là quẩy luôn. Lên luôn là lên luôn. Một chấm là say đắm. Hai chấm là đắm say. Là Void Remain dừng lại ở vị trí thứ 6. Ba chấm là Void Remain dừng lại luôn ở vị trí thứ 6 rồi. Cũng đủ điểm 36 điểm vươn lên luôn. Và Squeaky vừa rồi làm hay quá, hay rồi. Bây giờ thì Xavier knock cao vị trí của Zenan. Quả nét ôi, nhưng mà Squeaky là ba rồi các bạn ơi. Alo một tên tiếp theo và đảo số xe hộng súng của Squeaky. Bây giờ chỉ còn lại vị trí của Xavier mà thôi. Làm thế nào đây Xavier ơi? 23 điểm không đủ để có thể vượt qua thành viên của Attack on the Round nữa đâu. Và cuối cùng thì K7 họ cũng đã phải nằm xuống vị trí thứ 5. Liệu lúc 12 có thể tái lập lại kỳ tích mà anh chàng đã làm được ở game thi đấu trước hay không đây? Vâng, và chúng ta có thể thấy được rằng là một tình huống ném nết rất tấu hài từ các thành viên team K7. Pha trước đó một cái pha ném nết bật cái lỗ cáo ở không trên được rồi, nhà anh ơi. Sinh.
thừa cái sự khôn ngoan để biết được rằng là mình nên làm gì trong thời điểm này. Không nhất thiết là phải công nhà, cứ đứng ở ngoài tường bao eco nhau thì làm gì được, đúng không? Bên phía team Ence cũng hết đồ rồi, lửa nét trả ra thì knock out lại cứu thôi. Đứng ở ngoài tường bao rất thoải mái từ các player về phía team TripAdvisor Gaming. Vì sao? Vì đã họ đã clear lưng rồi, đằng sau lưng họ không có ai, nên họ chỉ việc nhìn vào nhà thôi. Digger knock out vị trí của SG phía team FaZe Clan. Đây sẽ là cơ hội cho TripAdvisor Gaming. Họ bắt đầu tăng tốc của mình, bắn vỡ cửa khu vực nhà tổ chim. Và Squeaky vẫn đang lẩn trốn trong làn smoke đây với vị trí Sanonic. Confirm được ai hay không đây, khi mà trước đó đã knock out vị trí của Digger rồi. Squeaky đang ngồi trong nhà, đã bị phát hiện bởi vị trí của Squeaky. Và bây giờ thì Bolivia có làm mình cái bài ối nhảy bắn thôi. Bây giờ bắn rất trêu luôn, bắn không em. Nó không hề trêu đâu anh ạ, thực sự nó đem lại hiệu quả rất lớn. Và bây giờ thì First Phase với cái nỗ lực của mình chỉ knock out thêm được một người, tuy nhiên không kéo lại bất cứ một điểm số nào dành cho các thành viên của FaZe Clan cả.